Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, anh chị em một lần nữa theo như điều mà chúng ta quyết định, đó là chúng ta sẽ trở về cảm tạ Chúa về những việc Chúa Ngài làm xuyên qua đời sống của chúng ta, cũng như những việc Chúa Ngài làm trong đời sống của chúng ta. Anh chị em có những trải nghiệm nào với Chúa trong ơn của Ngài? Xin ở dưới những dòng bình luận chúng ta lên tiếng để chúng ta cảm tạ Chúa, để chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa và học về Chúa của chúng ta. Vì Chúa luôn hành động, Ngài làm việc, luôn cả những lúc mà chúng ta không thấy, chúng ta không cảm nhận được, Chúa luôn làm việc. Và chỉ có chúng ta là những người được ảnh hưởng bởi sự vận hành của Chúa, chúng ta mới có thể chia sẻ ra và giúp đỡ để anh em của chúng ta cùng nhau nhận diện công việc Chúa làm, để chúng ta nhận biết việc Chúa đang làm ở giữa chúng ta, Ngài hành động như thế nào, để anh chị em của chúng ta cũng được khích lệ ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, xin làm chứng, xin cảm tạ để chúng ta cùng nhau, chúng ta dâng lên Chúa lòng biết ơn vì những việc Chúa làm. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngày ban cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục loạt bài Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên. Như tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, trong cái sự hợp tác này thì phần tự nhiên là của chúng ta. Chúng ta dâng ở trong tay của Chúa, và Chúa Ngài làm phần của Ngài. Phần mà Chúa Ngài mang đến trong sự hiệp tác này, đó chính là quyền năng siêu nhiên của Ngài, để khiến cho chúng ta được kết quả ở trong ơn của Chúa. Giăng chương 14 câu số 17 ghi lại cho chúng ta, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu trong việc giới thiệu công tác của Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy rằng Ngài bày tỏ ra cho chúng ta những lẽ thật mà chúng ta thấy ở trong câu Kinh Thánh này. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được. Điều này cho thấy Chúa Ngài ban cho những kẻ thuộc về Chúa là con cái của Chúa. Vì thế gian không thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta có thể thấy và chúng ta có thể biết Đức Thánh Linh. Để rồi Ngài có thể vận hành xuyên qua đời sống của chúng ta. Giống như một cái thuyền buồm, chúng ta thấy gió bắt đầu thổi thì chúng ta căng buồm lên, thì lúc bây giờ buồm sẽ bọc gió và sẽ đẩy con thuyền của chúng ta đi. Thì cũng vậy, chúng ta là những người con Chúa, chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể biết Đức Thánh Linh và nhận diện được công việc của Chúa Ngài đang làm, và cho chúng ta có thể cùng hiệp tác với Chúa. Và đây là điểm chính của bài học buổi tối hôm nay. Như tinh thần của Giô-ên chương 2 câu 28-29, lời của Chúa cũng dạy: sau đó ta sẽ đổ thần ta trên các loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và gái ta, ta cũng đổ thần ta lên. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong những ngày cuối rốt, đã bắt đầu trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên trên hội thánh của Chúa, mà sứ đồ Phi-rơ xác nhận rằng đã ứng nghiệm. Và chúng ta biết rằng cứ tiếp tục và kéo dài ở trong thời đại của hội thánh của Chúa, trong thời kỳ ân điển này, Chúa Ngài luôn làm việc. Ngài đổ thần của Ngài trên tôi trai tớ gái của Chúa, để chúng ta có thể đứng lên, chúng ta nói tiên tri, chúng ta được Chúa Ngài sử dụng làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Và chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đang đổ thần của Ngài trên mỗi loài xác thịt. Cần nhận biết điều đó để chúng ta biết rằng Chúa đang chờ chúng ta. Chúng ta cần hiệp tác với Chúa để chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng. Thì chúng ta cần quan sát và biết việc Chúa Ngài đang làm, để hoan nghênh và chào đón Đức Thánh Linh và công việc của Ngài. Tôi xin chúng ta cùng nhau học về công việc của Đức Thánh Linh và mục tiêu của Ngài, để chúng ta có thể thấy hướng Chúa đi, và chúng ta xếp cuộc đời của chúng ta, và chúng ta chạy đến đó, mà chúng ta được dự phần với Chúa. Điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ, đó là Đức Thánh Linh là nhà truyền giáo vĩ đại nhất ngày hôm nay. Nếu chúng ta đặt câu hỏi ai là nhà truyền giáo vĩ đại nhất ngày hôm nay, có thể chúng ta kể tên những nhà truyền giáo đang được Chúa Ngài sử dụng hay là đã được Chúa Ngài sử dụng. Nhưng anh chị em, họ là những người được Chúa Ngài sử dụng. Nhưng chính Đức Thánh Linh mới là nhà truyền giáo vĩ đại nhất ngày hôm nay. Ngài đang hành động, Ngài đang làm việc, và Ngài đang cứu người. Và Ngài muốn đổ quyền năng của Ngài và sử dụng chúng ta là những người có thể nhận biết Chúa, những người hoan nghênh công việc của Ngài và phó mình ở trong tay của Chúa để Chúa Ngài sử dụng, hầu cho Chúa qua chúng ta có thể cứu thêm nhiều người vào trong vương quốc của Chúa.
Điều thứ hai mà chúng ta cần suy nghĩ đó là sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Luca chương 24, 46 đến 49 mà chúng ta đã được nhắc lại các câu kinh thánh này ở trong tuần qua khi chúng ta cùng dự lễ ngũ tuần. Đây là kinh nghiệm mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài ban cho điều tra hứa. Nhưng mà Chúa Ngài cũng đảm bảo với các môn đệ của Ngài một điều rất là quan trọng. Đó là Chúa sẽ ban cho họ điều tra hứa. Phần của họ phải sắp đặt đời sống của mình ở tại cái vị trí mà Chúa Ngài sẽ tuôn đổ. Ở trong một thái độ mong đợi hiệp nhất với anh chị em của mình để Chúa có thể tuôn đổ quyền năng của Ngài. Luca chương 24 câu 46 đến 49 Ngài phán. Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy. Ngày thứ ba sẽ từ cái chết sống lại. Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội. Bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó. Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Cảm ơn Chúa. Chúng ta muốn kinh nghiệm Đức Thánh Linh một cách trọn vẹn. Có nghĩa là chúng ta cần phải đón nhận trọn vẹn chính Ngài và tất cả những gì Ngài đến để hành động trong và xuyên qua đời sống của chúng ta. Chúng ta học rất nhiều những điều Chúa Ngài làm trong đời sống của chúng ta. Vì chúng ta cũng cần nhận biết những điều Chúa muốn làm xuyên qua đời sống của chúng ta. Để vì có như vậy, chúng ta mới có thể trở nên một cơ đốc nhân siêu nhiên và được Chúa Ngài sử dụng chúng ta. Chúng ta cần nhận biết. Đức Thánh Linh ban quyền năng và hậu thuẫn chúng ta để chúng ta có thể sống đời sống mà Chúa Ngài đã gọi, đã chọn chúng ta là một cơ đốc nhân. Chúng ta cần biết Ngài ban quyền năng cho chúng ta để trong cuộc sống hàng ngày chúng ta kinh nghiệm Chúa và chúng ta kinh nghiệm những điều Chúa Ngài làm bên trong chúng ta. Rồi chúng ta cũng cần nhận biết đó là Ngài ban các ân tứ thiêng liêng trong mục vụ để chúng ta có thể phục vụ ở trong hội thánh. Cảm ơn Chúa. Đây cũng là những khả năng siêu nhiên mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta có thể dự phần phục vụ ở trong mục vụ của hội thánh. Nhưng mà Ngài cũng là thần yên ủi giúp đỡ, là giáo sư, là người hướng đạo cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Ngài giúp đỡ cho chúng ta những điều chúng ta cần, quyền năng chúng ta cần, sự soi sáng mà chúng ta cần, Chúa Ngài giúp đỡ. Ngài là giáo sư, Ngài dạy chúng ta khi chúng ta mở kinh thánh ra. Chúa dạy chúng ta để chúng ta có thể học hiểu được và nuôi mình bằng lời của Chúa. Đây cũng là một nhu cầu rất lớn anh chị em chúng ta cần nhận biết. Đó là chúng ta thường mong đợi những người dạy dỗ chúng ta về lời của Chúa. Nhưng đó chỉ là những cái buổi nhóm chung, nhưng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cảm ơn Chúa có một giáo sư có thể ở với chúng ta luôn luôn. Thật ra Ngài ở trong chúng ta. Ngài sẵn sàng để hướng dẫn chúng ta khi chúng ta mời Ngài. Nên khi chúng ta mời lời của Chúa ra, chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh, Ngài dạy dỗ con. Ngài chỉ ra cho con biết chân lý của Ngài từ nơi lời Kinh Thánh. Để con có thể nhận áp dụng cho đời sống của con. Ngài cũng là đấng hướng đạo. Khi chúng ta phải làm những quyết định, khi chúng ta bước đi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần sự hướng dẫn của Chúa. Để rồi chúng ta có thể nghe được tiếng phán với chúng ta ở phía sau. Đó là, này là đường phải đi, đây là việc phải làm mà Chúa Ngài chỉ dẫn chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nên chúng ta hoan nghênh và chào đón công việc của Đức Thánh Linh chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày, trong mục vụ, trong hội thánh. Chúng ta đều có sự đảm bảo rằng Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn cho chúng ta. Mặc dù vậy, các môn đồ đầu tiên không chỉ đón nhận Đức Thánh Linh như là một đấng giúp đỡ mà thôi. Họ còn tiếp nhận Ngài là đấng quyền năng, hậu thuẫn họ để làm một nhân chứng đầy kết quả, đầy quyền năng để chia sẻ tin lành cứu rỗi của Chúa và đưa người đến với Đức Chúa Giêsu. Đây là việc mà Đức Thánh Linh Ngài giáng trên chúng ta. Chúng ta đã được nhắc nhở rất nhiều. Đức Thánh Linh Ngài đến ở trong chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, thì Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài ở trong chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta, Ngài hướng dẫn chúng ta, ban cho chúng ta sự sống mới ở trong Chúa. Rồi Chúa, Ngài cũng hứa rằng Ngài sẽ hành động ở trên chúng ta để ở với chúng ta, để đi cùng với chúng ta. Nhưng mà có một công tác khác để chúng ta có thể truyền giáo ra bên ngoài, đó là Chúa Ngài đổ Thánh Linh của Ngài và quyền năng của Ngài trên một mức độ khiến cho chúng ta có thể trở nên một nhân chứng cho Chúa một cách tốt đẹp. Và đây là điều mà chúng ta cũng cần phải có. Nhớ ba từ ngữ mà chúng tôi đã hướng dẫn cho anh em chúng ta ôm lại. Chữ in trong tiếng Anh, trong tiếng Hy Lạp cũng mang hình ảnh đó là ở trong. Đây là công tác mà Chúa Thánh Linh Ngài đến. Ngài
cứu chúng ta, Ngài tái sanh chúng ta. Ngài đóng ấn của Ngài trong chúng ta để chúng ta biết mình thuộc về Ngài. Ngài cũng là đấng para ở với chúng ta. Ngài đến gần và Ngài ở với chúng ta để đi cùng, để dẫn dắt chúng ta ở trong ơn của Chúa. Nhưng mà còn một chữ nữa, đó là cái quán từ của FP ở trong tiếng Hy Lạp, mà tiếng Anh là up on, là tiếng Việt của chúng ta là giáng trên. Thì chúng ta thấy bắt đầu từ việc Đức Chúa Giêsu Ngài tái giới thiệu, đó là nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các người thì các người sẽ nhận lấy quyền phép mà làm nhân chứng cho ta tại thành Jerusalem, cả Siêu-đê, xứ Samri cho đến khắp cùng trái đất. Như vậy công tác ở trong, công tác ở với là để giúp đỡ cho chúng ta trưởng thành ở trong Chúa, đó là lợi ích của chúng ta. Nhưng mà khi Thánh Linh của Chúa Ngài giáng trên chúng ta, mặc lấy quyền phép của Ngài là lợi ích cho những người chưa biết Chúa, bởi vì chính quyền năng của Chúa hành động làm việc với chúng ta để chúng ta có thể hiệu quả trong công việc. Chúng ta làm nhân chứng, chúng ta phục vụ, chúng ta giúp đỡ cho những người có nhu cầu xung quanh chúng ta. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta có thể đón nhận tất cả những công việc của Đức Thánh Linh cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, ở trong giáo hội, ở trong hội thánh của Chúa thì chúng ta thấy rằng có nhóm thì nhấn mạnh đến công việc ở trong của Đức Thánh Linh, ở với của Đức Thánh Linh, nhưng mà không nhấn mạnh hay là không dạy dỗ giúp đỡ để con cái của Chúa có thể biết được việc Chúa Ngài có thể giáng trên chúng ta và mặc lấy quyền phép ở trên chúng ta. Nhóm khác thì nhấn mạnh về công tác Đức Thánh Linh mặc lấy quyền phép ở trên chúng ta, mà không nhấn mạnh và giúp đỡ con cái của Chúa cho hai công tác kia, ở trong và ở với. Mà chúng ta tin rằng chúng ta cần cả ba. Chúng ta cần Chúa ở trong, ở với chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta, để chúng ta trưởng thành ở trong Chúa, để trái của Đức Thánh Linh được thể hiện trong đời sống của chúng ta khi Chúa ở trong chúng ta. Như lời Đức Giêsu nói với người đàn bà Samari tại giếng Si-kha, nước ta cho thì uống thì sẽ thành ra một mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời. Đó là điều mà Chúa Ngài làm khi chúng ta được cứu. Và Chúa Ngài cũng giới thiệu ở trong Thú Âm Văn chương 7, đó là khi Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài sẽ khiến cho chúng ta kinh nghiệm được một sức mạnh. Những dòng sông có thể từ nơi lòng của chúng ta, từ nơi cuộc đời của chúng ta chảy ra để đem lại sự sống của Chúa cho những người lân cận. Một đằng là lợi ích cho chúng ta, một đằng là để chúng ta hiệu quả, lợi ích cho những người chưa biết Chúa, để cứu họ, để giải cứu họ, để đánh đuổi công việc của thế giới tối tăm, mà giải cứu họ, chuyển họ vào trong vương quốc của Chúa, chữa lành cho họ, giúp đỡ cho họ, thay đổi cái hoàn cảnh khi chúng ta được mặc lấy quyền năng để chúng ta thi hành các công tác đó. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta hiểu được và chúng ta đón nhận tất cả. Chúng ta cần cả hai. Công việc Chúa làm bên trong chúng ta và công việc Chúa Ngài mặc lấy quyền năng trên chúng ta để chúng ta được trưởng thành ở trong Chúa, và cùng một lúc chúng ta được Chúa Ngài sử dụng chúng ta trong quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Công vụ chương 2 câu số 41, chúng ta thấy việc nó được kết quả khi Đức Thánh Linh đến trong ngày lễ ngũ tuần. Và Ngài đã loan báo sự đến của Ngài với gió và lửa, và với việc 3.000 người đã trở lại đặt lòng tin nơi Đức Giêsu để được cứu. Và công vụ chương 2 câu 41 chép: vậy những người tiếp nhận lời đó đều nhận báp têm, và trong ngày ấy đổ 3.000 người thêm vào trong hội thánh. Cảm ơn Chúa vì quyền phép từ trên cao đem lại hiệu quả trong việc truyền giáo, kéo người đến với Chúa một cách đông đảo, một cách mạnh mẽ trong quyền năng của Chúa. Tôi nhớ mùa thu năm 1991, sau khi chạy đây chạy đó, mỗi lần nghe ở đâu có buổi nhóm phục hưng là chúng tôi chạy đến đó để muốn tìm thấy sự phục hưng mà chúng tôi đã nghe kể, đã được giới thiệu khi tôi ở tại trại tị nạn ở xứ Indonesia. Nhưng mà cứ thất vọng, bởi vì vào đó thì thấy người ta giảng tin lành cứu rỗi của Chúa. Vì định nghĩa của người Mỹ là sự phục hưng, revival meeting, buổi nhóm phục hưng. Trước đây nó bắt đầu với những tuần lễ, những ngày đầu. Hội thánh của Chúa nhận biết mình yếu đuối, nguội lạnh, mình cần ân quyền của Chúa. Thì họ hạ mình tìm kiếm Chúa trong sự kiêng ăn, trong sự cầu nguyện. Và Chúa Ngài đáp ứng lại khi Ngài tuôn đổ quyền năng của Ngài để biến đổi họ, đốt cháy họ. Thì họ sau đó đã để cái âm hưởng của việc Chúa làm đó, của việc Chúa Ngài phục hưng những cá nhân này đó, họ chạy ra, họ ảnh hưởng, họ mời người đến để nghe tin lành cứu rỗi của Chúa. Và kết quả là nhiều người trở lại cùng Chúa, như trong những cơn đại phân hưng ở tại
nước Mỹ này. Nên chị em cần biết một điều, đó là sau này người ta không còn tập trung vào những ngày của sự chuẩn bị để từng cá nhân được phục hưng. Người ta đi tắt và tổ chức một cái buổi nhóm, rồi xong mời một mục sư, một nhà truyền giáo đến để giảng tin lành của Chúa, để giới thiệu về tin lành của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng họ đã nhận lấy cái trách nhiệm của Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến khắp cùng trái đất trong việc làm nhân chứng cho Chúa. Nhưng mà cái phần của nhận lấy quyền phép, nhưng cái Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, thì người ta đã không còn nhớ đến hay là làm công việc đó nữa. Cho nên công việc truyền giáo mà trở nên chính hơn là hội thánh của Chúa phải kinh nghiệm sự hiện diện quyền năng của Chúa đầy dẫy để rồi chúng ta làm nhân chứng cho Chúa, thì phải mời một diễn giả, một nhà truyền giáo đến để giúp đỡ trong công việc đó. Thì tôi đi đến các địa điểm và có những lúc tôi phải nói với những mục sư mà tôi tiếp xúc ở trong các buổi nhóm đó, cái này không phải là phục hưng. Vì theo như những điều Chúa nghe đã làm ở nơi khác trên thế giới mà tôi đã được nghe kể và học biết, thì nó phải là một cái sự tuôn đổ quyền năng của Chúa ở trên hội chúng, trên hội thánh của Chúa một cách mạnh mẽ đến độ họ không thể giấu ở trong bốn vách tường của nhà thờ được, mà họ phải tràn ra để được Chúa nghe sử dụng, làm chứng, mời người, vân vân. Và những cái ngày sau đó thì sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người. Thì tôi sau khi khích lệ họ, đó là đừng nói đây là revival meeting, nhưng mà hãy nói rằng đây là evangelistic meeting, tức là không phải phục hưng, nhưng mà đây là những cái buổi nhóm truyền giảng. Thì tôi được giới thiệu có một chức vụ đã được Chúa ngài sử dụng là sứ giả phục hưng cho cơn đại phân hưng thứ nhì ở tại nước Hoa Kỳ này. Tên của ông là mục sư Charles Finney, vốn là một luật sư, và ông được Chúa ngài cứu một cách rất là đặc biệt. Khi ông chép lại, ghi lại những công việc mà ông kinh nghiệm ở trong quyển sách đó là Power from On High, dựa theo điều mà chúng ta đã thấy Chúa ngài nhắc nhở các môn đệ của Chúa phải ở trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Power from On High, quyền phép từ trên cao. Thì tôi đọc quyển sách đó nhỏ thôi, nhưng mà ở trong đó có những điều mà những con người kinh nghiệm, con người này, sứ giả phục hưng này đã kinh nghiệm và ông đã chia sẻ. Ông nói rằng trong cái lời giải thích của ông về lễ ngũ tuần ở trong công vụ chương 1 và 2 đó, ông đã ghi: chúng ta có cùng một lời hứa như các môn đồ đầu tiên. Điều trả hứa dành cho tất cả con dân của ngài, tôi trai tớ gái của ngài, đừng ông lẫn đừng bà. Tất cả chúng ta có cùng một lời hứa như các môn đồ đầu tiên. Vậy chúng ta phải tiếp nhận sứ mạng, hoàn toàn tận hiến đời sống với tất cả những gì chúng ta có để cứu những người lạc mất, như là công việc lớn nhất và quan trọng nhất của đời sống của chúng ta. Chúng ta để ý đến ở đây, ông nhắc nhở mấy điều quan trọng. Thứ nhất đó là chúng ta phải có việc tiếp nhận sứ mạng vĩ đại mà Chúa ngài giao cho chúng ta. Đó là đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người và khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Thì khi chúng ta tiếp nhận sứ mạng thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận biết một điều, đó là để chúng ta có thể thực hiện sứ mạng vĩ đại của Chúa thì việc mặc lấy quyền phép từ trên cao không thể thiếu được. Chúng ta phải nhận cho được, mà muốn nhận cho được thì chúng ta phải hoàn toàn tận hiến đời sống của mình cho Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời ngài không đổ quyền năng của ngài và phí phạm quyền năng của ngài trên những người mà chúng ta thấy rằng không có một đời sống xứng hiệp với quyền năng Thánh Linh của Chúa. Nếu Chúa ngài đổ xuống mà chúng ta không có sự thay đổi thì chúng ta sẽ gặp trở ngại lớn. Bởi vì Thánh Linh của Chúa ngài không thể làm việc ở trong những cái bình dơ bẩn được. Và tại đây tôi thường nhắc anh chị em một việc khác nữa cũng rất là quan trọng mà chúng ta nhớ. Đó là Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cái bình cũ, già, lớn tuổi, Chúa cũng có thể sử dụng. Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cái bình bể. Nhưng cuộc đời của chúng ta có những cái gãi đố về lỗi sống của chúng ta trước khi gặp Chúa, Chúa có thể biến đổi để chúng ta được sử dụng. Nhưng Đức Chúa Trời không thể sử dụng một cái bình dơ bẩn được.
Đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta cần hoàn toàn đầu phục. Chúng ta cần ăn năn, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Và trong cái sự chuẩn bị đó, để chúng ta, đời sống của chúng ta là một khí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa, chúng ta phải trở nên một cái bình trong sạch. Nhớ rằng Chúa có thể sử dụng một người lớn tuổi, một cái bình cũ. Ngài cũng có thể sử dụng, và chúng ta thấy khắp nơi trên thế giới điều này luôn luôn xảy ra, là những cái bình bể. Khi họ tiếp nhận Chúa, Chúa thay đổi, Chúa, Ngài đã có thể sử dụng họ. Chúng ta nhìn trong lịch sử của Hội Thánh và chính đời sống của chúng ta cần nhớ một điều. Điều thứ ba đó là Ngài không thể sử dụng những cái bình dơ bẩn được. Cho nên chúng ta phải ăn năn, chúng ta cần phải hoàn chỉnh, hoàn toàn tận hiến đời sống của mình. Để rồi với tất cả những gì chúng ta có thể có, khi chúng ta nhận từ nơi Chúa, chúng ta mới có thể hiệu quả trong công việc cứu những người lạc mất. Chúng ta cần phải xem đây là sứ mạng vĩ đại, đây là công việc lớn mà Chúa Ngài giao cho Hội Thánh của Ngài. Sứ mạng vĩ đại này phải là điều quan trọng nhất ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng nhau đến ở trước ngôi của Chúa với tất cả cuộc đời, với tất cả những gì mình có, và kiên trì ở đó cầu nguyện cho đến khi nhận được quyền phép từ trên cao. Tôi nhớ khi tôi đọc xong cái quyển sách này, cái sự khao khát lên đến đỉnh cao nhất mà nó có thể xảy ra. Lúc bây giờ chúng tôi ở một cái căn nhà gần một cái công viên. Sau khi đọc, sau khi hạ mình trước mặt Chúa, thì chúng tôi đi ra công viên này cầu nguyện. Tôi nhớ có những lúc, có những cái bàn mà người ta sinh hoạt ở ngoài trời, the picnic table đó. Tôi nằm sấp ở trên cái bàn đó, cầu nguyện là Chúa, xin tuôn đổ thần của Ngài mặc lấy quyền phép ở trên con, vì con không thể nào hiệu quả được cho đến khi con kinh nghiệm điều này theo như lời mà Chúa Giêsu đã căn dặn cho các môn đồ của Ngài. Cảm ơn Chúa, Chúa đáp lời. Và khi nhìn lại, tôi hoàn toàn được thuyết phục bởi lời nói của mục sư Chaffini rằng mục đích chính của cuộc đời của một cơ đốc nhân là cứu những linh hồn lạc mất. Cho nên những ngày còn lại, đã hứa nguyện ở trước mặt Chúa, và những ngày còn lại, lại Chúa, con muốn cuộc đời của con được Chúa Ngài sử dụng để cứu những linh hồn lạc mất. Ở trong cuộc sống hàng ngày, trong sự giảng dạy, trong sự huấn luyện, và nếu Chúa cho phép và sử dụng để giảng dạy ở trong những đại hội, những kỳ trại bồi linh, thì xin Chúa Ngài sử dụng con cho công tác này. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng Chúa Ngài đã nhìn thấy và đón nhận tấm lòng của tôi, đời sống của tôi dân ở trong tay của Chúa. Và Chúa bắt đầu làm việc. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài đã ban cho. Trong ngày hôm nay, một trong những cái hình ảnh mà tôi có dịp xem lại ở trong cái hồ sơ trong máy vi tính của mình về các hình ảnh của công cuộc truyền giáo, thì có một cái bức ảnh đập vào mắt của tôi và tôi xúc động rất nhiều khi nhìn thấy. Đó là trong một chương trình truyền giảng ở tại Malaysia, thì khi kêu gọi, hơn 500 em đã chạy lên đứng ở trên sân khấu, đứng ở trên tòa giảng để tiếp nhận Chúa. Và hôm đó tôi nhớ đến cái khung cảnh đó. Các em đẩy với nhau thi đua để chạy lên để tiếp nhận Chúa. Một bức ảnh, một cái hình ảnh, một cái kỷ niệm mà không bao giờ quên được. Cảm ơn Chúa. Sau một sứ điệp khi kêu gọi, thì hôm đó có thể nói rằng tất cả các em chưa tin Chúa, đã tin Chúa. Ngợi khen Chúa vì công việc của Ngài làm. Và anh chị em, chúng ta cũng có thể kết quả ở trong những mức độ khác nhau khi chúng ta nhận biết giảng đạo cứu người là việc quan trọng. Nó phải là mục tiêu của cuộc đời của chúng ta. Từ nhà tin Chúa và nhận sứ mạng vĩ đại mà Chúa Ngài giao cho Hội Thánh, nó phải trở nên sứ mạng mà chúng ta kể, đó là của mỗi đời sống của chúng ta, của cá nhân chúng ta. Đó là chúng ta giảng tin lành của Chúa ở khắp mọi nơi và để Chúa Ngài sử dụng chúng ta ở trong quyền năng của Ngài để khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nên xin anh chị em hiểu được điều này, để rồi chúng ta sẽ cùng nhau hiệp tác để chúng ta cứu người. Khi chúng tôi đi truyền giáo, khi chúng tôi giữ phần vào trong những công việc,
cũng như là giữ phần trong việc tổ chức các đại hội phục hưng ở nhiều nơi, ở tại Đông Nam Á cũng như tại Việt Nam, thì không phải là để đi tìm một cái danh vọng gì đó của mình, nhưng mà để hoàn tất và giữ đúng điều mình đã hứa nguyện và dâng cuộc đời ở trong tay của Chúa. Xin mặc lấy quyền phép của Ngài trên con để con có thể kết quả trong việc cứu người. Và con đón nhận sứ mạng vĩ đại của Chúa cho đời sống của con. Và anh chị em, đây là điều cốt lõi mà chúng ta cần nhớ. Đó là chúng ta xin Chúa mặc lấy quyền phép trên chúng ta. Câu hỏi mà tôi có thể hình dung Chúa hỏi là mục đích để làm gì? Ta mặc lấy quyền phép ở trên con để làm gì? Nếu chúng ta có câu trả lời đúng thì chắc chắn chúng ta nhận biết một điều. Đây là điều mà Cha hứa cũng như là điều mà Chúa rất muốn thực hiện. Ngài đã bày tỏ, Ngài đã nhắc nhở cho các môn đệ đầu tiên của Ngài. Hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Giăng là báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ được báp tem bằng Đức Thánh Linh. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ được mặc lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến khắp cùng trái đất. Đó là công việc của Chúa. Nếu điều này đúng thì chúng ta thấy rằng mệnh lệnh Đức Chúa Giê-xu thật là rõ ràng. Là một cơ đốc nhân thì việc cứu người là sự sống của chúng ta. Chúng ta ăn, chúng ta hít thở, chúng ta sinh hoạt, thì mục tiêu của chúng ta là để cứu người. Mục tiêu của chúng ta là để giúp đỡ cho những người chưa biết Chúa biết Chúa, những người chưa nghe về Ngài phải nghe để được biết về Ngài. Họ có nghe thì họ mới kêu cầu Chúa để được cứu. Cho nên chúng ta phải đi và rao báo. Nhưng mà để chúng ta có thể thực hiện công việc một cách kết quả, chúng ta cần đón nhận những điều Chúa Ngài muốn trang bị cho chúng ta. Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra khi chúng ta nghe mạng lệnh của Chúa cho các môn đệ của Chúa trước khi Chúa Ngài được tiếp rước về trời, ở trong Luca chương 24 câu 46 đến 49, chúng ta nghe lại một lần nữa. Ngài phán, có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, nói về sự thương khó của Ngài, rồi chịu chết, chịu chôn, rồi Ngài thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại. Và câu 47, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Chúa Ngài bày tỏ sứ mạng vĩ đại ra ở trong hình ảnh mà chúng ta thấy. Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch. Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Christ phải chịu đau đớn để chuộc lại những gì đã mất và để cứu những con người lạc mất. Ngài chịu chết đền nợ tội thay cho chúng ta. Ngài chịu chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Rồi câu 47, người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội. Đó là việc mà Chúa Ngài nhắc nhở các môn đệ của Chúa trong sứ mạng vĩ đại theo như lăng kính mà Luca đã ghi chép lại cho chúng ta. Rồi Chúa Ngài nhấn mạnh, các ngươi làm chứng về mọi việc đó. Phải làm chứng về sự chết, sự chịu chôn và sự sống lại của Chúa, và đó là tin lành cứu rỗi của Chúa. Đó là công việc của chúng ta, làm chứng về mọi việc đó. Chúng ta làm nhân chứng. Phần của Chúa thì Ngài nói rằng ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha đã hứa. Chính Đức Chúa Giêsu Ngài xác nhận ta đây, phần của ta đó, thì sẽ ban cho các ngươi điều Cha đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi, tức là chờ cho đến khi điều này xảy ra thì họ mới ra đi. Đó là cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Nếu điều này đúng thì chắc chắn rằng tôi tin với hết cả tấm lòng của mình điều đó là đúng. Thì hàm ý của nó rất là lớn lao mà chúng ta cần để đến đây. Câu hỏi của chúng ta là tôi có nhận sứ mạng vĩ đại của Đức Giêsu như là sứ mạng của cuộc đời của mình không? Nếu có, cảm ơn Chúa chúng ta đang ở trong vị trí để có thể nhận được. Nếu tôi không nhận sứ mạng vĩ đại là ưu tiên hàng đầu, thì làm thế nào mong muốn sự sức giàu của Chúa? Sức giàu để làm gì? Nhưng khi tôi đón nhận sứ mạng vĩ đại của Chúa và kể nó là sứ mạng mà Chúa Ngài giao cho để cứu người, thì tôi có thể đến với Chúa và xin sự sức giàu, xin quyền năng của Chúa Ngài tuôn đổ. Và chắc chắn Cha Ngài sẽ làm cho, bởi vì Ngài yểm trợ chúng ta cho những công việc này. Điều
mà tôi đã ngẫm nghĩ về lời dạy của mục sư Charles Finney có liên hệ lớn lao đến sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh trên hội thánh và đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải có một mục đích rõ ràng. Chúng ta cần xác nhận rằng con muốn làm nhân chứng, con muốn rao giảng tin lành của Chúa, con muốn giúp đỡ cho những người chưa biết Chúa biết Chúa. Bây giờ xin Cha ban điều con cần để con có thể hiệu quả trong công tác này. Cảm ơn Chúa. Anh cho biết không, khi tôi trải qua cái trải nghiệm đó, thì lúc bây giờ tôi thấy mình được giải thoát khỏi những sự dạy dỗ sai lầm. Chúa còn làm phép lạ. Ân tứ đã qua đi trong thời của các sứ đồ. Tôi thấy rằng không thể nào đúng được. Bởi vì nó đi chung với nhau. Để có thể thực hiện sứ mạng vĩ đại, thì Chúa Giê-xu Ngài hứa ta đây sẽ ban cho các ngươi điều tra hứa. Sứ mạng vĩ đại của Chúa, một khi chúng ta đón nhận cho chính mình, thì chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài đảm bảo và hứa một cách chắc chắn rằng chính Ngài sẽ ban điều tra hứa. Như vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta tin và đón nhận sứ mạng vĩ đại của Chúa, thì chúng ta là những người, là đối tượng của sự ban cho quyền năng, mặc lấy quyền phép của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta chưa đến chỗ đó, thì chúng ta không thể nào đòi hỏi Đức Chúa Trời Ngài làm cái phần của Ngài. Ngài đổ quyền năng của Ngài để làm gì? Không phải để chúng ta có thể nói với những người khác rằng tôi đã được báp têm trong Đức Thánh Linh, tôi đã kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Nhưng nếu chúng ta không kết quả, chúng ta không ra đi và không nhận sứ mạng vĩ đại của Chúa như là của đời sống cá nhân của mình, thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời chắc chắn Ngài sẽ không phí phạm ơn quyền của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Nhưng khi chúng ta đón nhận, chúng ta sẽ thấy luôn luôn có kết quả theo như điều tra hứa. Nhìn lại 31 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, tôi thấy một khuôn mẫu. Đó là sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trên đời sống cá nhân của chúng ta đã mang lại kết quả, đó là thu hút người đến với Đức Chúa Giêsu Christ. Mục đích của các phép lạ xảy ra trong các buổi nhóm là mục đích để kéo những người chưa biết Chúa đến với Ngài. Mục đích là để chúng ta có thể làm nhân chứng cho Chúa, như các sứ đồ lấy quyền phép rất lớn và làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta mong đợi Chúa Ngài cùng làm việc với chúng ta để làm chứng cho rằng cứu Chúa Giêsu của chúng ta là đấng sống, đấng phục sinh. Bởi vì Ngài có và đang là Chúa hàng sống của chúng ta, cứu Chúa sống của chúng ta, thì Ngài mới có thể yểm trợ chúng ta khi chúng ta nhân danh Ngài mà chúng ta hành động, nhân danh Ngài mà chúng ta vận hành trong ơn và quyền năng của Chúa, ân tứ của Chúa, để chúng ta giúp đỡ cho những người lạc mất đến với Ngài. Điều thứ ba, anh chị em chúng ta cần nhớ, đó là Đức Thánh Linh Ngài yêu thương và dẫn dắt con người đến với Đức Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta để ý đến những công việc của Đức Thánh Linh để chúng ta thấy cái chỗ mà chúng ta có thể nhập cuộc, cái chỗ mà chúng ta có thể dự phần vào. Như tôi nói, một trong những nguyên tắc rất là quan trọng mà là người con Chúa, chúng ta cần nhớ, đó là chúng ta cần quan sát xem Chúa đang hành động ở đâu, Chúa đang làm việc ở đâu, để chúng ta thu xếp cuộc đời của mình và chạy đến đó để chúng ta dự phần với Chúa. Đức Thánh Linh kháng khích với tiến trình đưa người đến với sự cứu rỗi, cũng như việc Đức Thánh Linh vận hành trên mặt vực ở trong sự sáng tạo. Mà Sáng Thế Ký chương 1 câu 2 chép cho chúng ta, thì chúng ta thấy rằng vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Và theo mạch văn này thì chúng ta thấy thần của Chúa vận hành trên mặt nước và chờ đợi. Để trong sự sáng tạo Ngài chờ đợi. Và khi nghe Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng, thì Đức Thánh Linh, quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành và đem sự sáng đến, liền có sự sáng. Đức Thánh Linh Ngài vận hành, Ngài làm việc ở trên khu xóm của chúng ta, ở chỗ sở làm của chúng ta, trên những người lạc mất. Và Ngài chờ đợi chúng ta bước vào ở trong những khung cảnh đó, những cơ hội đó. Và chúng ta công bố danh của Đức Giê-xu, sự cứu rỗi của Ngài, như các môn đồ đi và rao giảng tin lành của Chúa ở khắp mọi nơi, thì Chúa cùng làm việc với họ. Khi chúng ta rao giảng, chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ cùng làm việc với chúng ta. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu số 17,
Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ qua đi này mọi sự được trở nên mới. Cuộc đời của những người tin Chúa, chúng ta biết rằng trước khi tin Chúa và được cứu thì cũng giống như thế giới trong lúc bây giờ vả đất vô hình và trống không. Và khi thần của Chúa vận hành trên mặt vực và Ngài đem lại sự sáng tạo và trật tự, thì cuộc đời của chúng ta, người tin Chúa cũng giống như vậy. Và anh chị em, trong lúc đời sống của những người chưa biết Chúa ở trong chỗ đang đau khổ, đang tan nát, Thánh Linh của Chúa Ngài đang vận hành, Ngài làm việc. Công việc của chúng ta là biết Chúa Ngài đang làm việc ở trên đời sống nào, chúng ta chạy đến đó giữ phần của Chúa. Và khi chúng ta công bố tin lành quyền năng của Chúa, Chúa Ngài vận hành và làm việc để cứu những con người đó. Tấm lòng của Đức Thánh Linh là chính tấm lòng của Đức Chúa Giêsu. Đấng đã đến để tìm và cứu những người lạc mất. Như Luca chương 19 câu số 10, bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ lạc mất. Đức Thánh Linh cũng đang tìm để cứu những người lạc mất. Tấm lòng của Đức Thánh Linh là tấm lòng của Đức Chúa Cha. Đấng không muốn ai chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đeo đuổi. Từ trước buổi sáng thế, Ngài đã cứu chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã chọn chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã có kế hoạch để cứu loài người của chúng ta. Khi dựng lên loài người chúng ta, Ngài bởi sự khôn ngoan và biết hết tất cả mọi sự, Đấng vô sở bất tri, biết rằng loài người chúng ta sẽ sa ngã, sẽ phạm tội. Và Ngài đã tuyên báo nghe tức khắc giải pháp của Ngài, sự cứu rỗi của Ngài. Chúa Ngài luôn đeo đuổi việc cứu người. Cảm ơn Chúa. Đức Thánh Linh tha thiết yêu thương người lạc mất một cách không tay vì. Ngài đang kéo họ, Ngài đang hành động, Ngài đang làm việc trên đời sống của họ. Điều thứ tư mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ, đó là những cách mà Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta trong việc truyền giáo. Để chúng ta biết, để chúng ta nhận biết công việc của Ngài mà chúng ta dự phần. Thứ nhất là Ngài làm chứng về lẽ thật của tin lành. Giăng chương 15 câu số 26, khi nào Đấng yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Đức Thánh Linh sẽ làm chứng về Đức Chúa Giêsu qua công việc quyền năng của Ngài, qua những công tác khác của Đức Thánh Linh mà chúng ta sẽ tiếp tục xem ở tại đây. Và công vụ chương 5 câu 30-32, Đức Chúa Trời của Tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Câu 32, còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh làm công tác của Ngài là làm chứng. Ngài xác nhận, Ngài làm chứng về lẽ thật của tin lành và làm chứng về Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ nhì, chúng ta thấy Đức Thánh Linh hành động bằng cách xác nhận sứ điệp cứu rỗi qua sự đáp lời cầu nguyện, dấu kỳ phép lạ và sự tỏ ra của các ân tứ. Hebrew chương 2 câu 4, một chỗ khác nói đến sự yểm trợ này của Chúa trong quyền năng của Ngài. Đó là Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ mọi thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ mọi thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với những kẻ đó. Công tác của Đức Thánh Linh là để làm chứng cho, cùng yểm trợ với những nhân chứng, hầu cho người ta có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi trong ơn của Chúa. Và Roma chương 15 câu số 19, sứ đồ Phaolô trong thư gửi đến cho hội thánh ở Chúa ở thành Roma, ông đã chia sẻ những điều mà Chúa Ngài đã làm xuyên qua cuộc đời của ông như sau. Bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bằng quyền năng, quyền phép của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chúng. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta có thể kết quả, thì Chúa Ngài đã làm việc. Ngài đã làm việc với Phaolô bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bằng quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời, để rồi ông có thể đem tin lành của Chúa đi khắp chúng.
vì có sự yểm trợ của Đức Thánh Linh ngày ở cùng và cùng làm việc để làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ. Thứ ba, chúng ta thấy bằng cách cáo trách và đưa một người đến với sự ăn năn. Đó là điều mà chúng ta tin rằng nếu Đức Thánh Linh chưa làm việc trên một người về công tác này thì chúng ta thấy rằng họ có thể theo đạo, họ có thể vô đạo, theo đạo tin lành. Nhưng mà thật sự được cứu hay không đó, thì nó lệ thuộc vào ở trong công việc này phải có sự cáo trách để người đó nhận biết mình là một tội nhân. Mình cần sự tha thứ, mình cần sự cứu rỗi. Bằng không thì họ có thể đến với Chúa với động cơ sai lầm. Nếu họ chỉ mong rằng có một cái chỗ ở trên thiên đàng, khi chết được lên thiên đàng, mà chưa ăn năn và nhận biết lối sống của mình đang nghịch lại với Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi thật chưa đến với họ. Nếu không có sự ăn năn quay về, nếu không có đức tin nơi sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, Ngài đến để cứu, cứu ra khỏi gì? Cứu ra khỏi tội lỗi. Và nếu không ăn năn thì Chúa Ngài không ngang nhiên bước vào và cứu họ, cho đến khi ăn năn và mời Chúa tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên công tác trên Thánh Linh là Ngài cáo trách. Giăng chương 16 câu số 8, khi Ngài đến thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Là công tác của Ngài. Cho nên khi chúng ta để ý ở giữa những người bạn của chúng ta, ở giữa những người trong khu xóm của chúng ta, những người mà chúng ta tiếp xúc, và chúng ta thấy họ bắt đầu bày tỏ ra cái sự đau khổ của họ đối với những tội mà họ đã làm, thì đó là lúc mà chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh đang làm việc ở trên họ. Khi họ tự nhiên bày tỏ ra với chúng ta về những công việc tội lỗi, thì đó là kết quả của việc Chúa Ngài khiến cho người ta tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Chúng ta biết Chúa Ngài đang làm việc ở trên họ. Bình thường không ai nói tới người Mỹ đó là phơi quần áo của mình cho thiên hạ xem. Người ta sẽ không nói về tội lỗi của mình, trừ trường hợp Đức Thánh Linh Ngài cáo trách, rồi người ta mới bày tỏ ra điều đó, vì họ thấy họ tội lỗi và hậu quả của tội lỗi sẽ đem họ vào trong sự chết đời đời. Chúng ta lúc bây giờ bước vào và chúng ta báo cho họ tin vui, đúng, tội lỗi mà họ đã phạm, hậu quả của nó là lớn vô cùng. Nhưng cảm ơn Chúa, tin vui của Chúa đó là Đức Giêsu đã bằng lòng gánh thai rồi, Ngài đã bằng lòng chết thai cho họ, và họ đã được tha thứ ở trong Chúa. Bây giờ, bởi đức tin tiếp nhận những gì Chúa Giêsu đã thực hiện xong rồi, lúc bây giờ người ta mới thật sự được cứu ở trong ơn của Chúa. Thứ tư, Ngài hành động bằng cách ban quyền năng để cơ đốc nhân làm nhân chứng một cách hiệu quả. Ngài mặc lấy quyền phép. Công vụ chương 1 câu 8, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samari cho đến khắp cùng trái đất. Cảm ơn Chúa. Đức Thánh Linh mặc lấy quyền phép để các tín nhân làm nhân chứng cho Đức Chúa Giêsu, và Ngài còn trực tiếp ảnh hưởng trên tấm lòng của những người cần được cứu, cáo trách họ về tội lỗi và nhu cầu cần một cứu Chúa. Cảm ơn Chúa. Lời cầu nguyện, đức tin, sự quyết tâm của chúng ta sẽ quyết định việc Đức Thánh Linh có tự do hành động hay không. Cho nên xin Chúa Ngài cho để chúng ta trong lời cầu xin, chúng ta xin trong đức tin, biết rằng Cha chắc chắn sẽ ban. Phần của chúng ta phải quyết tâm làm nhân chứng và sứ mạng vĩ đại của Chúa là chúng ta đón nhận cho chính đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta. Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ đáp ứng. Xin một cách chắc chắn, vì mình biết mình xin cái gì và lý do tại sao mình cần điều mà Chúa có thể ban, thì chúng ta sẽ thấy rằng như sự cứu rỗi, chúng ta bởi đức tin chúng ta xin Chúa cứu chúng ta. Sau khi chúng ta ăn năn tội lỗi, đến và tiếp nhận, thì sự cứu rỗi của Chúa đã thể hiện ra trong đời sống của chúng ta. Cùng một lúc, để chúng ta có thể làm nhân chứng hiệu quả, chúng ta cũng cần phải đến với Chúa xin bởi đức tin, và chúng ta nhận biết nhu cầu của chúng ta bởi sự quyết tâm của chúng ta là chúng ta làm nhân chứng. Mà muốn làm nhân chứng hiệu quả thì chúng ta đón nhận điều Chúa hứa. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Cảm ơn Chúa. Về điều thứ năm, anh chị em, Đức Thánh Linh cộng tác với chúng ta như thế nào trong việc truyền giáo? Có một vài chìa khóa mà chúng ta cần thấy để chúng ta có thể cùng làm việc với Ngài. Thứ nhất, chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
không thể thiếu được. Và tôi sẽ tiếp tục giảng, chúng tôi sẽ tiếp tục khích lệ, chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ. Bởi vì tôi đeo đuổi và muốn thấy được sứ mạng vĩ đại của Chúa sẽ được hoàn tất trong thế hệ của chúng ta trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Thì chúng ta cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như Công vụ chương 4 câu 24 đến 31, nghe xong họ đồng một lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật ở trong đó. Ngài đã dùng Đức Thánh Linh phán qua miệng của tổ phụ David chúng tôi là đầy tớ Ngài rằng: Vì sao các nước nổi giận, vì sao các dân lập mưu vô ích? Các vua chúa trên mặt đất nổi lên, các lãnh tụ hợp lại nghịch với Chúa là đấng được sức dầu của Ngài. Câu 27, thật vậy, Herod và Bôn-sơ-phi-lát cùng với các dân ngoại và dân Israel đã tụ hợp tại thành này để chống lại đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu, đấng mà Ngài đã sức dầu để làm mọi việc tai Ngài và ý Ngài đã định trước. Bây giờ xin Ngài xem xét lời họ ngâm dọa và cho các đầy tớ của Ngài sự dạn dĩ rao giảng lời của Ngài. Xin giơ tay Ngài ra để chữa lành những và làm những phép màu dấu lạ qua danh của đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu. Họ đã đến và họ xin Chúa Ngài hành động lớn hơn nữa, đưa cánh tay của Ngài ra hành động lớn hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Họ dám xin, xin một cách ở trong đức tin, bởi vì họ đã quyết tâm để giảng tin lành của Chúa, tin lành quyền năng của Ngài. Thì câu 31 ghi lại chúng ta sự đáp lời của Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và đây là kết quả giảng lời của Đức Chúa Trời một cách giản dị. 39 năm hầu việc Chúa, chúng tôi luôn tiếp xúc và gặp gỡ những người con cái của Chúa nhút nhát, không dám làm chứng cho người lân cận của mình. Và câu trả lời, giải pháp của Đức Chúa Trời cho việc nhút nhát của chúng ta, đó là khi chúng ta nhận và Chúa Ngài đổ đầy Thánh Linh của Ngài vào, sẽ làm cho những cái nhút nhát biến mất. Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta linh của sự nhút nhát, nhưng ban chúng ta linh của quyền năng, của tình yêu thương và sự dè dữ. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa và chúng ta có thể giảng một cách giản dị, giảng lời của Đức Chúa Trời một cách giản dị, giảng mà không biết sợ. Vì Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta. Thứ hai, chúng ta cần nhận biết vai trò của Đức Thánh Linh trong việc truyền giáo. Và chúng ta dành thời giờ để suy gẫm lẽ thật này liên quan đến đời sống của chúng ta và người chưa tin Chúa. Ngài đang hành động. Và khi Chúa Ngài mở cho chúng ta thấy, Ngài cho chúng ta thấy cánh cửa cơ hội đã đến. Khi người bạn chưa biết Chúa của chúng ta có thể qua câu chuyện, qua cú điện thoại nhờ chúng ta cầu nguyện cho gia đình của họ. Đó là một trong những cái dấu chúng ta biết rằng Chúa Ngài đang làm việc trên đời sống của họ. Hai, họ hỏi chúng ta những câu hỏi liên quan đến đời sống thuộc linh. Chúng ta biết Chúa Ngài đang làm việc. Nhận biết Đức Thánh Linh đang hành động. Ngài đang kéo họ đến. Và chúng ta giữ phần với Ngài. Thứ ba, chúng ta cần tái dâng hiến đời sống của mình để làm một nhân chứng cho Chúa. Chúng ta có nhiều công tác khác nhau để chúng ta phục vụ trong hội thánh của Chúa. Đó là lợi ích cho cá nhân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta khi chúng ta giữ phần gây dựng một hội thánh mạnh mẽ. Nhưng mà để chúng ta có thể hướng ngoại, để chúng ta có thể sẵn sàng để đón tiếp, đưa người vào trong nước của Chúa, thì chúng ta cần tái dâng hiến đời sống của mình và nói thưa với Chúa rằng là: Chúa, con xin tiếp nhận sứ mạng vĩ đại của Ngài cho đời sống của con. Có thể trước đây anh chị em nghĩ sứ mạng vĩ đại nói chung chung và chúng ta cứ nghĩ rằng phải là những người học việc Chúa, các mục sư, ai đó, người nào khác chứ không phải cá nhân của mình. Để đến khi chúng ta nhận cho chính mình, chúng ta thu hút sự sức giàu của Chúa, bởi Ngài yểm trợ khi chúng ta sẵn sàng để ra đi, khi chúng ta biết mục đích của Chúa cho đời sống của chúng ta. Thứ tư, chúng ta cầu nguyện cho những người chung quanh chưa biết Chúa. Cầu nguyện, mời Chúa can thiệp vào. Cầu nguyện, mời Chúa nhúng tay vào. Bởi vì Chúa Ngài đang cần cái quyền pháp lý này. Anh chị em đã nghe chúng tôi chia sẻ ở trong những khung cảnh khác. Tôi khuyến khích và gánh nặng khao khát. Tôi vì là người mang họ Quỳnh, tôi cầu nguyện chính cho những người họ Quỳnh sẽ được cứu. Và cũng cầu nguyện cho các họ khác ở trong gia tộc của tôi. Xin Chúa Ngài ban phước. Và những con người này sẽ được Đức Thánh Linh Ngài hành động vì có một con người
con của họ Quỳnh, kêu cầu Chúa can thiệp vào để giáo cưới những người, con người mang cái họ này. Con chị em họ Nguyễn, họ Trần, họ Phạm, họ tất cả các họ khác. Xin Chúa cho chúng ta sẽ đứng lên, đứng vào trong vị trí cầu thai. Hay là chúng ta là người của khu xóm đó, của thành phố đó, của cộng đồng đó. Chúng ta cũng có quyền pháp lý của Chúa để chúng ta cầu nguyện cho vùng đó. Vì chúng ta nhớ có một cái tòa án mà chúng ta được nghe nhắc đến ở trong thư Hebrew mà chúng ta tạm gọi đó là tòa án tại thiên đàng. Khi chúng ta, những người đứng ở trên đất này cầu nguyện và dâng lên cho Chúa quyền pháp lý, Đức Chúa Trời ra tay ngày hành động. Và nếu kẻ thù của loài người của chúng ta là Satan đến và nói rằng, nhưng cái cá nhân đó, cái người đó, cái gia đình đó, cái gia tộc đó, nó đâu có cầu xin Chúa, nó có đến với Chúa, mà tại sao Chúa Ngài hành động mà kéo họ đến với Ngài? Thì Đức Chúa Trời có thể chỉ xuống và Ngài bày tỏ ra, nhưng có một người trong dòng họ đó, có một người trong dân tộc đó, có một người ở trong gia tộc đó đã cầu xin và ta đáp lời cầu nguyện của họ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước để chúng ta thấy được vị trí của chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta cầu nguyện cho những người xung quanh chưa biết Chúa và tin rằng Đức Thánh Linh sẽ vận hành để đáp lời cầu nguyện đó. Rồi chúng ta sẵn sàng để công bố tin lành của Chúa khi cánh cửa cơ hội được mở ra. Và chúng ta thấy Chúa Ngài đã làm việc ở trên đời sống của họ. Chúng ta tiếp tay, chúng ta dự phần với Ngài. Để đó dẫn chúng ta đến điều thứ năm, nhìn biết những cuộc hẹn thiên thượng. Như Đức Thánh Linh đã gọi Philip từ cơn phấn hưng ở tại thành Samari, Ngài điều động ông. Vì có một người đang muốn biết về đấng Messiah để được cứu. Đây là quan quan người Ethiopia đã đến Jerusalem để đi thờ phượng. Mặc dù chưa tiếp nhận sự cứu rỗi, ông đã mua một cuốn sách, sách tiên tri Esai, và trên đường về đang đọc. Chúng ta thấy có những nét mà chúng ta cần để ý để chúng ta có thể bắt được. Đây là người kính sợ Đức Chúa Trời nhưng chưa được cứu. Đến Jerusalem, ông có thể mua nhiều thứ nhưng mà một cái nét rất là rõ ràng, chắc chắn là Đức Thánh Linh đã làm việc ở trong lòng của ông. Đó là ông mua một quyển sách, thuộc về sách tiên tri Esai. Và ông tò mò về quyển sách này. Cho nên trên đường về ngồi ở trên xe, ông mở ra ông đọc. Đức Thánh Linh là đấng đã làm việc ở trong lòng của hoàng quan người Ethiopia này. Ngài cũng làm việc ở trên tấm lòng của Philip và Ngài bảo ông hãy đi vào trong đồng vắng và chạy để theo kịp chiếc xe ngựa đó. Trong lúc Philip đang chạy như vậy thì Thánh Linh của Chúa cũng làm việc ở trong lòng của ông, vì ông là người đại diện Đức Thánh Linh. Ông đặt câu hỏi với người đang ngồi ở trên xe đang đọc. Như vậy ông có hiểu điều ông đang đọc hay không? Rồi chúng ta thấy Chúa Ngài cũng đã làm việc ở trong tấm lòng của hoàng quan này. Rồi nếu không ai giải thích thì làm sao tôi có thể hiểu được? Ông mời Philip lên xe. Philip giải thích xong, ông tiếp nhận đấng chịu sức giàu, đấng Messiah mà ông đã xin, tự xin là có nước đây, có gì ngăn cản tôi chịu bắp tem nước không? Và Philip đã bằng lòng để giúp đỡ cho ông tuyên xưng đức tin của mình qua bắp tem nước nữa. Chúng ta thấy sự vận hành làm việc của Chúa. Và tôi tin rằng chung quanh mỗi một chúng ta đều đang có những con người này. Chúng ta cầu nguyện cho họ và chúng ta quan sát những cuộc hẹn thiên thượng để chúng ta có thể phục vụ, để chúng ta có thể làm việc và giúp đỡ. Có những lúc chúng ta cần kiên nhẫn để cho cái môi trường đó và tấm lòng của người đó ở chỗ chín mùi. Ở trong những ngày qua có những cái cuộc hẹn thiên thượng mà chúng tôi cứ bước vào đối với những người láng giềng của chúng tôi. Chúa cho cái căn nhà ở bên cạnh chúng tôi, gia đình đó, ở trong những ngày qua họ xích gần hơn, khi họ biết chúng tôi là người hầu việc Chúa. Mặc dù người vợ là người thuộc về nước Iran, bà biết chúng tôi là người hầu việc Chúa đã nhờ chúng tôi cầu nguyện cho mẹ và cho anh của mình khi anh của mình ở tận bên Iran có bệnh ung thư.
bà lên tiếng nhờ cậy. Chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi hỏi thăm, thì bà rất là xúc động vì việc mà chúng tôi sẵn lòng để cầu nguyện cho người thân thương của bà. Chúng tôi tin rằng thời điểm chín mùi chúng tôi sẽ kéo lưới vào. Rồi có một gia đình Công giáo người Việt Nam ở cách chúng tôi chừng 5 căn nhà. Chúa Ngài sắp đặt trong lúc nhà tôi đang tưới nước cây, anh đạp xe đạp với con trai của mình dừng lại, bắt đầu mở đầu câu chuyện. Cảm ơn Chúa, tôi tiếp nối vào trong công việc và giới thiệu. Thì biết rằng trước đây một thời gian, có một chị em đã được sự chữa lành từ nơi Chúa, là người cắt tóc cho cái người láng giềng này. Và giới thiệu, anh có một thứ chứng bệnh về liên quan đến đầu gối và chân trái của anh. Và người này giới thiệu sẽ đến gặp mục sư Huỳnh Quốc Khánh sẽ giúp đỡ cho để em có thể được sự chữa lành. Người Công giáo và là một người dược sĩ. Thì có những hàng rào còn đang ngăn trở, nhưng mà khi biết và ráp nối câu chuyện, chúng tôi biết rằng Đức Thánh Linh đang làm việc. Và chúng tôi chưa hái trái khi nó còn xanh, và chờ đến lúc chín mùi chúng tôi sẽ thực hiện công việc đó. Và tôi đã ngỏ lời mời là một ngày chúng tôi sẽ mời người này đến nhà để ăn chiều, ăn tối và có thể nói chuyện thêm về niềm tin. Anh chị em có những cuộc hẹn thiên thượng mà Chúa Ngài sắp đặt đối với các thân chủ đến để anh chị em có thể phục vụ họ. Đối với người cùng sở làm, đối với những người cùng trong lớp học, đối với những người trong khu xóm. Nhớ rằng Đức Thánh Linh luôn luôn làm việc. Thần của Chúa luôn vận hành. Ngài làm việc, Ngài chuẩn bị tấm lòng, Ngài kéo người, Ngài cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Nhất là trong những ngày dịch bệnh và khi thấy có những người qua đời, người ta nhận biết được đó là nếu mình qua đời thì sự phán xét của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình thì làm sao mình có thể qua khỏi được. Và chúng ta thấy người ta bắt đầu tìm hiểu về niềm tin. Có những người, có những gia đình mà trước đây, trước khi Covid thì người ta có những cái mối quan hệ bị gã đổ. Chị em không có nhìn nhau, không nói chuyện với nhau. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh thấy những người xung quanh có thể bị lây nhiễm và chết như vậy, thì người ta định nghĩa trở lại và sẵn lòng để hàn gắn. Khi chúng ta nhận biết được những cuộc hẹn thiên thượng này, chúng ta xin Đức Thánh Linh tiếp tục hướng dẫn cho con biết con phải nhập cuộc ở chỗ nào và con phải làm gì. Và chắc chắn rằng Chúa Ngài sẽ sử dụng chúng ta để giúp đỡ cho nhiều người được đến với Chúa trong ơn của Chúa. Tôi tin rằng những điều này được Chúa Ngài nhắc nhở để giúp đỡ cho các anh chị em, để chúng ta hiệu quả hơn trong công việc làm nhân chứng cho Chúa và vâng theo sứ mạng vĩ đại của Chúa là một cơ đốc nhân siêu nhiên, là chúng ta phải hoan nghênh Đức Thánh Linh và công việc của Ngài. Nhưng nếu chúng ta không biết, làm sao chúng ta hoan nghênh được? Xin những điều mà chúng ta học trong buổi tối hôm nay giúp cho chúng ta, để chúng ta thấy khi Chúa Ngài hành động như lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết rằng đây không ai khác hơn là Đức Thánh Linh đang làm việc. Đây không thể là ngẫu nhiên, không thể tình cờ được. Là cái người bạn mà chúng ta có lần đã giới thiệu hay là họ thắc mắc về niềm tin của chúng ta, bây giờ họ nhờ chúng ta cầu nguyện. Khi họ có nhu cầu, chúng ta biết Chúa Ngài đang làm việc. Khi họ có thắc mắc, khi họ bối rối về một giấc chiêm bao, họ đến và nhờ chúng ta giải thích. Đó là những cánh cửa cơ hội mà chúng ta biết rằng Chúa đang mở ra cho chúng ta. Hay là họ có thể có những cái lời phát biểu là đời sống của anh, của chị chúng tôi thấy là rất là đặc biệt. Họ thắc mắc có phải là người tin lành không? Khi chúng ta nghe họ hỏi như vậy, chúng ta biết rằng họ đang rất gần rồi đó. Và chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta trả lời những người hỏi lẽ về đức tin của chúng ta. Theo như lời của Chúa đã dạy chúng ta. Xin Chúa ban phước để chúng ta hoan nghênh và công tác với Chúa. Để chúng ta sẽ trở nên những người hữu dụng trong tay của Ngài. Chọn sống đời sống cơ đốc nhân siêu nhiên. Là chúng ta đón nhận phần siêu nhiên của Chúa. Còn phần của mình sẵn lòng, sẵn sàng để thưa với Chúa rằng xin sử dụng đời sống của con để con muốn hoàn tất sứ mạng vĩ đại mà Chúa đã giao cho hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước trên anh chị em ở trong thời giờ này. Chúng ta hãy cùng nguyện. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con
Đức Thánh Linh luôn luôn hành động. Ngài đang làm việc mọi lúc mọi nơi để kéo người đến với Đức Chúa Giêsu. Ngài đến thế gian này để làm chứng về Đức Chúa Giêsu Christ, làm sáng danh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì công tác của Đức Thánh Linh luôn luôn hành động và làm việc, được bày tỏ ra cho chúng con trong buổi tối hôm nay qua lời của Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước, mắt của chúng con được mở ra, chúng con nhạy bén với những cánh cửa cơ hội mà Chúa Ngài mở ra cho chúng con. Chúng con cầu nguyện cho các anh em của chúng con mới thành lập hội thánh mới, điểm nhóm mới. Xin Chúa Ngài tuôn đổ quyền năng của Ngài để có thể làm nhân chứng hiệu quả cho Chúa, mở mang nước Chúa và nhiều người được cứu, được chuyển vào vương quốc của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn để thải chúng con sẽ là nhân chứng cho Chúa. Chúng con tất cả là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Và được Chúa Ngài sắp đặt cho chúng con ở trong công việc là kỹ sư, là dược sĩ, là bác sĩ, là những người phục vụ làm đẹp, những người cắt tóc, những người làm móng tay, móng chân cho những khách hàng. Những người được Chúa Ngài cho chúng con có cơ hội để tiếp xúc với những người trong khu xóm, những người láng giềng của chúng con. Xin Chúa Ngài ban phước và sử dụng hết thảy chúng con chủ động để làm những nhân chứng sống cho Ngài và để sẵn sàng rao báo khi thấy Chúa Ngài vận hành ở trên những cuộc đời, trên những gia đình, trên những hoàn cảnh này. Chúng con sẽ công bố tin mừng quyền năng của Ngài để chúng con sẽ thấy Chúa yểm trợ chúng con bằng dấu kỳ phép lạ và đủ một thứ phép màu để cùng làm chứng với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Ngài ban ơn để trong chiếc giờ này tất cả những ai đã có một quyết tâm ở trong tấm lòng suốt ở trong buổi học hôm nay, đó là lạy Chúa, con muốn làm nhân chứng cho Ngài. Con chọn và quyết tâm rằng giảng đạo cứu người là mục tiêu chính của cuộc đời của chúng con, làm nhân chứng cho Chúa để đưa người đến với Ngài. Xin Chúa Ngài thấy tấm lòng của anh chị em chúng con bây giờ này. Xin Chúa Ngài tuôn đổ, mặc lấy quyền phép ở trên những con người đã làm một quyết tâm sẽ làm nhân chứng cho Ngài. Anh chị em đón nhận công tác của Đức Thánh Linh và chính mình Ngài một cách tươi mới để hiệu quả cho Chúa trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì sứ mạng vĩ đại đã được rao ra. Tạ ơn Chúa vì Ngài cũng đổ Đức Thánh Linh ra để yểm trợ cho những người vâng theo sứ mạng vĩ đại của Ngài. Cảm ơn Chúa về sự chu cấp của Ngài. Chúng con đón nhận sự siêu nhiên của Chúa để chúng con có thể trở nên những cơ đốc nhân siêu nhiên trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em được phước để làm nguồn phước cho những người lân cận. Anh chị em được mặc lấy quyền phép để làm nhân chứng một cách hiệu quả cho Chúa. Chúng ta cùng trở lại ở trong những ngày sắp đến, làm chứng thế nào Chúa sử dụng anh chị em cho vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin kính chào tạm biệt. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.